Okay, so Diễm Ái, you are here? Yes, I'm here. Trường An. Yes, I'm here. Này có bạn mới vào nữa kìa. Lan Anh. Yes. Thanh Bình. Yes, ma'am. Hương Du. Yes. Anh Hằng. Yes. Cổ Thu Hiền. Yes. Lê Thu Hiền. Yes. Kim Hiệu. Kim Hiệu no. Minh Khang. Minh dạ Khang có. À dạ có. Bích Lệ. Yes. Hà Linh. Yes. Thúy Linh. Yes. Gia Mẫn. Yes. Khánh My. Khánh My no. Phương Ngọc. Phương Ngọc no. Thảo Nguyên. Yes. Thanh Nhàn. Yes. Ái Nhi. Yes. Yến Nhi. Yes. Trần Nhiên. Nhung. Yes. Phú. Thiên Phú no. Duy Phú. Duy yes. Phú. Lan Phương. Yes. Hà Quyên. Yeah. Phương Quyên. Yes. Tài. Quốc yes, Tài. Miss. Yes, miss. Như Tâm. Yes. Thi. Quỳnh Thi. No. Yes. So Quỳnh Thi, yes or no? Dạ có cô ơi. Yes. Tiến Thịnh. Dạ có. Tiến Thịnh. Yes. Minh Thư. Yes. Minh Thư. Dạ có. Yes. Ung Minh Thư. Dạ có. Tiên. Cẩm Tiên. No. Tố Trâm. Yes. Bảo Trân. Bảo Trân no. Chỉ Trân. Yes. Triều. Tuệ Triều. Yes. Hồng Trinh. Yes. Trân Trúc. Có. Xuân Trường. Yes. An Vi. Dạ có. Thảo Vi. Thảo Vi. Dạ có. Đức Vi. Dạ có. Bảo Trân, Cẩm Tiên. Dạ cô ơi, bạn sao bạn em? Bảo Trân bạn nói với em là tim mà nó bị lỗi á cô. Thôi thì bạn tìm cách khắc phục và đến cuối giờ vô. Dạ. Thiên Phú, Phương Ngọc, Khánh My. Thiên Phú, Phương Ngọc, Khánh My, Kim Hiệu. Thank you.
Okay, so you have seen on the screen that I have mentioned the name of the people who are absent today. Okay, so we will go through. Okay, so that you know about the course, and because this one is quite new to you. Đây là môn học khá mới với các bạn và nó thật sự là một là và thứ hai nữa là nó sẽ ảnh hưởng đến năm học sau của các bạn. Đây là cái vấn cho các bạn viết khóa luận. Ok. Và cái khóa luận này là một cái kịp vì nó sẽ chiếm 5 chỉ trong học phần. Và nếu các bạn không biết làm khóa luận thì các bạn sẽ không thể tốt nghiệp được. Ok, bởi vì cái học kỳ cuối cùng, tức là hôm nay là mình học kỳ 6 rồi đúng không? Kỳ sau học kỳ 7 và học kỳ 8 là học kỳ các bạn chỉ làm môn khóa luận và môn thực tập tốt nghiệp. Do đó nếu như các bạn không làm được cái khóa luận thì các bạn sẽ không tốt nghiệp. Và để làm được khóa luận thì các bạn phải học được cái môn này. Ok, so first of all, I will introduce to you something about our class. Right? Cô ơi, cô nhanh giúp em, cô Nguyễn Thị Bảo Trang, hồi nãy thiết bị em bị lỗi. Okay, so this is about writing the research paper. So in this course, you will learn about the way that we will write a research paper. So this one is very close to the also the reading skill. Okay, bao nhiêu cái vốn liếng mà các bạn học ở 4 năm thì nó sẽ thể hiện hết ở cái phần khóa luận này đây. Bởi vì năm sau khi các bạn làm khóa luận thì các bạn phải viết được cái cuốn khóa luận này. Alright. Và để viết được thì các bạn phải có khả năng nghiên cứu, các bạn phải đọc được. Ok. Và cái hôm lên bảo vệ trước hội đồng thì các bạn phải nói được. Coi như mọi thứ nó sẽ dồn vào đây. Và cái kiến thức mình học được ở trong 4 năm trời này nó sẽ thể hiện ở trong cái cuốn khóa luận. Ok. So, what does it mean by doing research? Okay, các bạn đã học môn phương pháp luận nghiên cứu khoa học rồi. Thì cái môn này các bạn đã học bằng tiếng Việt ở các thầy cô hình như học ở năm 2 thì phải. Okay. Thì các bạn cũng đã biết sơ qua về nghiên cứu khoa học. So, it is about doing research. Okay. And how is it related to other subjects as well? Đấy, về cái môn này liên quan đến môn nào thì nãy cô giới thiệu với các bạn rồi. Alright. So the course book of this course is the practical research methods. Alright. And also about the book thesis and dissertation writing in a second language. The PDF file of this book. Alright. So here is the content of the book, the first book. Alright. Chúng ta sẽ review. Đúng ra là chỉ không có review lại, nhưng mà bởi vì có thể các bạn quên, cho nên các thầy cô sẽ review lại cho các bạn về cái cách làm nghiên cứu khoa học. Và ở mỗi phần, các thầy cô sẽ yêu cầu các bạn viết luôn, tập viết. Alright. Okay. Và ở đây là cái chương này là để review những cái thông tin mà chúng ta có. Ok, đó là về define project, choose methodology, choose research methods, background research participant, right? And then we move to the research methods, ok? How to do interview, how to do focus group, how to do questionnaire, and how to do participant observation, ok?
Okay. So we work in 45 periods, and most of the time, it is like a mistake. Right? For like 3 days, 3 periods a week. All right. Mỗi tuần chúng ta sẽ gặp nhau một buổi, và một buổi là 3 tiết. And we will work on team, okay, Microsoft team all the time. Hầu hết môn này chúng ta sẽ học online. Khi nào cần thiết thì có thể sẽ có một vài buổi học offline. Nhưng mà đa số chúng ta sẽ học trên team hết. Và cái platform chúng ta sẽ sử dụng now, the course, we expect you to be able to do this thing, to choose a practical research topic. You can distinguish different parts in a research, and you select appropriate research methodology and methods to collect data. And you apply APA citation to code and write reference, right? This is very important, okay? We have some course assessment like this. The first one, you will practice writing different parts, okay? And these are the progress tests, okay? But there is one important progress, that is number two, okay? Cái progress test số 2 là cái quan trọng, bởi vì cái này sẽ chấm, có thể để vào cái cột điểm thực hành này không có thì các bạn sẽ không được thi cuối kỳ các bạn ha. Đây là các bạn cô, các bạn khác có nghe được không, có bị ngắt quãng nghe được là cô nó hơi bị giật đó. Cái khu giờ mà các bạn sẽ làm theo nhóm nè là cái quan trọng ha, bởi vì đây là cái cột điểm bỏ vào cột điểm thực hành. Nếu mình không có cột điểm này thì mình sẽ không được thi cuối kỳ, tức là mỗi nhóm chúng ta sẽ làm một cái đề cương môn học, alright, và làm bằng tiếng Anh. Nếu như các bạn học môn phương pháp luận nghiên cứu, các bạn làm bằng tiếng Việt thì môn này chúng ta sẽ làm hoàn toàn bằng tiếng Anh. Sinh viên khoa ngoại ngữ sẽ có cái khó hơn sinh viên khoa khác, là các bạn khoa khác cũng làm khóa luận nhưng mà họ làm tiếng Việt, còn chúng ta sẽ làm bằng tiếng Anh và chúng ta bảo vệ bằng tiếng Anh. Right, so you learn about writing. Cho nên đó là lý do tại sao chúng ta phải có cái môn viết nghiên cứu nhận viết Anh như thế nào. Ok, rồi còn cái progress test số 1 thì chúng ta sẽ ok, cái progress test số 1 thì chúng ta cũng tập viết và cũng làm việc theo nhóm. Và progress test số 3 thì sẽ có những cái exercise ở trên LMS và các bạn sẽ làm ở trên đó. Ok, và sẽ lấy trung bình, sẽ có rất nhiều bài ở trên LMS. Hôm nay là sẽ có một bài liền luôn nè. Thì sẽ lấy điểm trung bình của những cái bài này để lấy cột điểm thứ 3 cho các bạn. Ok. Rồi, cái midterm test sẽ là phần lý thuyết ở trong cái cuốn practice. Ở trong cuốn này nè. Ok. Cho nên cái phần lý thuyết sẽ ở trong cuốn này, cho các bạn ghi chú lại nha. Ok. Và thi giữa kỳ là các bạn sẽ thi lý thuyết. Ok. Thi giữa kỳ các bạn sẽ thi lý thuyết, có nghĩa là học thuộc cái lý thuyết ở trong đó. Và câu hỏi ôn tập cô sẽ gửi cho các bạn khi gần đến ngày đó. Alright. Rồi final test thì nếu như không có gì thay đổi, tức là chúng ta vẫn offline được, thì sẽ có là lý thuyết lẫn thực hành. Còn trong trường hợp mà chúng ta phải thi online thì sẽ bỏ đi lý thuyết. Được không ạ? Ok. Tại vì hiện tại là chúng ta đang tính theo tình huống là chúng ta có thể học offline ở trường thì đây là kế hoạch. Còn nếu như xảy ra dịch bệnh hay cái gì đó, chúng ta không đến được trường mà online thì những cái này nó sẽ có thay đổi ha các bạn ha. Rồi, any question?
Okay, any questions so far? Chúng ta sẽ chia nhóm sau và một nhóm dự sẽ có 4 bạn. Cô sẽ chia nhóm theo danh sách lớp ha các bạn. Okay, no question. Cô ơi, cho em hỏi cái sách mà để làm lý thuyết với cô là tại vì em xem ở trên cái phần trình chiếu của cô thì em không có thấy cô có thể đã lên khung chat được không cô? Là em muốn lấy nguyên cái file PDF hay sao, hay là em muốn hỏi cái tên của cái sách đó cô? Rồi cô sẽ chiếu lại cho các bạn xem tên của cuốn sách mà sẽ thi lý thuyết đây, Practical Research Methods. Được chưa? Thì lý thuyết là rất là hạnh phúc đó các bạn. Chỉ việc học bài là các bạn có điểm, và khả năng là có thể có được điểm 10. Còn nếu như mà mình thi thực hành á thì hiếm có ai mà được điểm 10. Còn lý thuyết thì đó giờ chấm là thế nào cô thấy cũng có vài bạn được điểm 10. Okay. Nên nếu được thi lý thuyết thì chúng ta cố gắng học bài và tận dụng để lấy điểm cho cao. Rồi, thầy gì nữa không? Thắc mắc về khóa học của chúng ta không? Lớp mình có ai chưa học môn phương pháp luận nghiên cứu khoa học không vậy? Có ai không? Vậy là học hết rồi đúng không? Học hết là ổn ha. Ok. Alright, and this is my email. Ok. Để liên hệ với cô thì cái cách tốt nhất là các bạn gửi email. Và gửi email khoảng chừng 1-2 ngày thì cô sẽ trả lời cho các bạn. Đừng nhắn Zalo, bởi vì Zalo của cô nó bị quá tải rồi, không có tiếp nhận nổi nữa. Ok. Tại vì có rất nhiều nhóm, ví dụ như tôi cũng là phụ huynh thì cũng phải nhóm với lại phụ huynh lớp 2 đứa con của tôi, rồi công việc vân vân. Cho nên các bạn gửi Zalo thì rất là khó cho cô ha, cho nên các bạn gửi email. Còn những cái thắc mắc chung thì các bạn có thể đợi đến giờ học các bạn hỏi để cho những bạn khác cũng biết. Còn những cái gì của mình nó cá nhân, nó riêng biệt thì chúng ta sẽ gửi email. Ok. Còn những cái gì mà riêng liên quan đến học tập thì chúng ta có thể hỏi ngay lớp để cho những bạn khác mà có cùng thắc mắc cũng được giải đáp luôn. Ok. Các bạn gửi email 1-2 ngày thì cô sẽ trả lời, trừ phi các bạn gửi thứ bảy chủ nhật thì cô không có check mail ha. Thì đến thứ hai cô sẽ trả lời cho các bạn. Ok. Rồi, còn một vấn đề nữa. Lớp học của chúng ta, cái này mấy bạn, có mấy bạn bữa giờ học với tôi chắc nghe muốn thuộc rồi đúng không? Mà cũng phải nhắc lại, chúng ta chỉ được vắng 20% số tiết. Cho nên các bạn chỉ được vắng 9 tiết học nha các bạn. Cho nên bạn nào vắng 10 tiết thì sẽ bị cấm thi. Và các bạn sẽ thấy mỗi ngày cô điểm danh thì cô đều show cái file Excel cho các bạn nhìn thấy. Lỡ mà các bạn có mà nhìn thấy cô ghi chữ no ở trên đó thì các bạn nói liền. Ok, và các bạn thấy cô cũng có ghi nhận ở trên cái chat box những tên bạn vắng. Hoặc là trong quá trình học cô gọi tên mà các bạn không lên tưới thì cô cũng sẽ ghi nhận ở đó là các bạn không có tham gia và các bạn bị điểm danh là vắng. Chú ý những điều đó để chúng ta không bị những cái rắc rối cho bản thân chúng ta. Bởi vì chúng ta đã trải qua quá trình là chúng ta phải đăng ký lớp học, chúng ta phải cố gắng gói ghém để đóng học phí, thì chúng ta cũng học một cách tích cực để chúng ta đạt kết quả tốt nhất. Thứ nhất là qua môn, đúng không? Qua môn, tốt nữa thì qua môn điểm cao để lấy học bổng. Và thêm nữa là có kiến thức để năm sau chúng ta có thể được làm khóa luận tốt nghiệp. Ok, và làm khóa luận tốt nghiệp với kết quả thật là tốt và biết cách làm. Ok, chứ không phải năm sau cái gì vô đăng ký thầy cô hướng dẫn rồi gặp thầy cô hướng dẫn rồi nói năm ngoái em học môn viết nghiên cứu với cô An mà em không biết viết gì hết là không được nha. Được không? Ok, đó là lý do tại sao các bạn thấy có những điều cô rất là nghiêm khắc với các bạn. Để chi? Để quan trọng nhất là các bạn có kiến thức các bạn đi làm được. Ok. Nhiều khi qua môn nó chỉ là tức thời thôi, quan trọng là sau này làm việc được. Giống như bây giờ các bạn học viết tốt
thì sau này các bạn đi ra người ta kêu các bạn viết email hay là viết một cái gì đó bằng tiếng Anh thì các bạn tự tin các bạn viết. Ok. Question. Alright. If you have no question, if you have no question, I will ask you something. Alright. So you will see to master the subject, you need to be able to have good reading and writing skill. Okay. Các bạn sẽ thấy môn này các bạn sẽ phải đọc rất nhiều và các bạn sẽ phải tập viết. Okay. Và viết ở đây là viết những cái văn academic. Alright. Cho nên những cái kỹ năng mà các bạn đã học ở môn viết 1, 2, 3 nó sẽ được dùng ở cái môn học này. Alright. So you will work in group of 5 or 4 students. Một group chúng ta sẽ có 4 đến 5 bạn. Thì chút nữa chúng ta sẽ chia nhóm. Chút nữa cô chia nhóm luôn ha. Alright. Hoặc là để tuần sau. Alright. Và chúng ta sẽ làm việc nhóm rất nhiều, cho nên các bạn cố gắng hợp tác với nhau. Bạn nào mà vắng học thì cũng phải theo nhóm để học nhóm. Còn nếu như các bạn không tham gia thì cái phần điểm nhóm của bạn cô sẽ trừ điểm. Ok. Alright. Hồi nãy cô hỏi thì đa số các bạn đã nói với cô là các bạn đã học môn phương pháp luận nghiên cứu khoa học bằng tiếng Việt rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ review lại những điều chúng ta đã học và chúng ta đã biết về research. Ok. So I will invite some of you, right, to give me, okay, to give me the answer for this. Okay. So research analysis is the last critical help step in research process. So do you think it is true or false? True or false? Diễm Ái, please. Yeah, false. False? Yeah. Okay, right. The next one, the final research report where a discussion of findings and limitation is presented is the easiest part up for researcher. So, what do you think? Thanh Trúc, please. Do you think it is true or false? Các bạn cũng quen, bắt đầu làm quen với những cái thuật ngữ ha. Ví dụ như các bạn học bữa học tiếng Việt thì là cái discussion, là cái chương bàn luận này nọ đó. So is it true or false, Thanh Trúc? I think it's true. True? No, false, right? Phần discussion là cái phần cuối cùng, không phải là phần dễ nhất đâu nha. Number three, two different researchers may be presented with the same data analysis result and discuss them differently, uncovering alternative insight linked to the research question, each using different lens. So true or false? Hà Quyên, please. True or false? True. That's right. The number four, a reliable research is essentially valid, but a valid research is not necessarily reliable. You know reliable? Right? Mỹ Nhung, please. Yes, I think true. False, right? A valid research should be reliable too. Okay. Number five, a valid research refers to the degree to which it accurately measures what it intends to measure. Okay, một cái research mà nó valid, okay, là nó measure những điều nó muốn measure. True or false? Đỗ Thu Hiền, please.
I think true. That's right. Number six, keeping an envisioned original contribution to knowledge in mind, the research report in appearance and content should highlight the outcomes and link back to objective. So true or false? New Tâm, please. I think true. That's right. Okay. Number seven. A good conclusion paper should cái gì? Ở đây có ba lựa chọn. Okay. Thế nào đúng thì các bạn chọn nha. One minute. Okay. So which one? Thanh Bình, please. C. C. Anything else? Only C. B. B. Discuss the researcher on assumption and ideas about the topic under study. No. Okay, let's see. A. Have a structure that brings back what the research set out to do. Tức là cái chương conclusion, là cái chương cuối á, sẽ phải đưa lại cái vấn đề mà cái nghiên cứu mà mình dự định mình làm. Phải đưa ra cái vấn đề đó lại, coi cái nghiên cứu này đã giải quyết được vấn đề chưa. C. Make logical links between the various parts of the argument. Tức là có một cái sự liên kết một cách logical giữa những cái phần khác. Những phần khác đã học rồi đúng không? Number 8. Research implication presented in a study must be either theoretical only or practical only. Karen, please. False. Okay, that's right. Number 9. Good researcher should aim for a perfect research with no limitation or restriction. Gia Mẫn, please. True. True? No. Mỗi cái research nó sẽ có những cái limitation hoặc có restriction. Ví dụ, một cái nghiên cứu của chúng ta nghiên cứu về cái sự phát triển của sinh viên chẳng hạn, sự phát triển của sinh viên về thái độ sau 4 năm học đại học, thì cái limitation các bạn sẽ xảy ra ở cái khía cạnh là ví dụ các bạn chỉ nghiên cứu ở sinh viên khoa ngoại ngữ thì cái giới hạn của chúng ta là chúng ta chỉ làm ở sinh viên khoa ngoại ngữ, chúng ta không làm ở những sinh viên khoa khác, đó là limitation. Alright. Number 10. Example of research limitation include. Okay. Cái ví dụ của những cái limitation này là những cái gì đây? Ngọc Thiện, please. I can B or D? D. Okay. Now it is C, right? Đây là những cái doesn't apply. Okay. Number 11. A good structure outlining an effective research report start with the analysis and research section. Okay. Quỳnh Thi, please. Yes, I think too. True, false. Alright. Một cái report của một cái research không thể nào bắt đầu bằng cái phần analysis và result hết các bạn. Các bạn nhớ cái phần đầu tiên nghiên cứu là cái gì không?
Right. Có ai nhớ không? Học môn phương pháp nghiên cứu hồi xưa rồi. Cái phần đầu tiên của một cái research là cái gì ạ? Thanh Nhàn. Do you remember? Thanh Nhàn. Dạ, em đây. Có nhớ ngày xưa học cái phần đầu tiên của một cái nghiên cứu là gì không ạ? Có được cô. What? Quên rồi. Lê Thu Hiền có nhớ không? Lê Thu Hiền, do you remember? Dạ cô ơi, bạn Lê Thu Hiền máy tính máy điện thoại bạn ấy đang bị đơ nên bạn không bật mic được á. Ok, Thúy Linh. Dạ cô, em cũng quên rồi cô. Rồi quên hết rồi. Rồi lát tôi sẽ cho cơ hội để ngồi nhớ. Ok, a good research study can just focus on its key outcome without highlighting areas for future research. So true or false? Cố Trâm, please. I think false. True. Ok. Một cái nghiên cứu chúng ta sẽ tập trung vào những cái mà chúng ta tìm ra. Ok, chúng ta không có highlight, chúng ta có đề cập thôi, chúng ta không có highlight những cái này. Third team, if some of the research question were not answered for or some research objective could not be achieved, then the final report must explain and reflect on the reason why this is the case. True or false? Quốc Tài, please. I think true. Yes, true, right? Number 14. The importance of being critically reflective in presenting the future research section is that it allows for the advent of new area of thought, new arena of thought that you or other researcher can develop on. Okay. Cái phần future, trong cái nghiên cứu ta có một cái phần là future, thì cái phần này nó cho phép một cái sự phát triển của những cái suy nghĩ, những cái talks mà mình có thể phát triển thêm những cái nghiên cứu. So true or false, Di Phú, please. I think it's true. That's right, it's true. Cái này nó bị nhảy. Number 15, a weak future research section and weak discussion of a research limitation does not make the study fragile or lacking rigor or depth. Okay, cái phần này nó weak thì nó có làm cho cái study nó trở nên weak hay không? Thảo Vy, please. I think it's okay, no, it is false. Right? Nó không có làm cái này. Nó cũng làm cho cái này, right? Cho nên cái bỏ chữ does not thì nó sẽ thành đúng. Number 16. Once a research specifies a study limitation, this discredits all research efforts exerted in it. Okay. Khi mà cái nghiên cứu chúng ta đưa ra được cái limitation, okay, thì nó discredit những cái điều mà chúng ta đã làm, phải không? Thảo Vy, please. Thảo Vy, please. Yes. I think it's true. Sorry, it's false. Một nghiên cứu của chúng ta mà khi nó có những cái limitation thì không có nghĩa là nghiên cứu của chúng ta nó không tốt. Alright.
Number 17. Reporting research is about presenting the research journey through clear and evidence-based argument of design, process, and outcome, not just describing it. Okay. Thanh Hằng, please. Two. That's right. 18. It is not important to present in every research report the ethical consideration that were anticipated or have ascended in the study. Okay. Có cần đưa ra cái ethical consideration không? Bảo Trân, please. I think true. Now false. Right. Chúng ta khi mà làm nghiên cứu thì chúng ta phải có những cái ethical consideration, tức là những cái quan tâm về những cái vấn đề liên quan. Ví dụ khi chúng ta chọn cái đối tượng là sinh viên nữ không thì nó cũng sẽ xảy ra cái kết quả khác, hoặc là sinh viên nam không nó cũng xảy ra kết quả khác. Ok. Ví dụ như các bạn nghiên cứu là những cái hobby, những cái sở thích của sinh viên, mà các bạn đi nghiên cứu nam không thì nó ra lệch liền, nó ra những cái kết quả không có chính xác, thì đó là những cái ethical consideration. 19. Verbal and visual presentation of research aid in the dissemination of its outcome and value and allow for its trend to be reviewed. Okay. So true or false? Đức Vy, please. Đức Vy, please. Yes. Talking to. That's right. Okay. 20. In oral presentation, the audience expects you as a researcher to present your work in full detail, even if they will ask further questions in the follow-up discussion. Hồng Trinh, please. I think it's true. True. Now, right. Chúng ta không thể nào các bạn khi mà đến cái phần thuyết trình á, các bạn không thể nào mà present được hết cái full detail. Các bạn chỉ đưa ra những cái ý chính để cho người ta hiểu cái nghiên cứu các bạn là nghiên cứu gì thôi, chứ không thể nào mà trong vòng 10, bởi vì sẽ trình bày trong 10 đến 15 phút thì chúng ta không thể nào mà trình bày hết in full detail. Okay. Câu cuối cùng. Which statement describes the purpose of a research proposal? Lan Anh, please. Yes. I choose B. Okay. Actually, all of these answers will describe the first one. It is an overall plan, structure, and strategy designed to obtain answer to the research question. B, a document for scientific scrutiny for others to judge the appropriateness of the project. C, a reference document to show how the research was carried out. Okay. So, this is the purpose of the research proposal. All right. Maybe you all forgot. Hầu hết. Hãy hỏi hai người thì hai người quên hết rồi. All right. Quên hết những cái gì đã học ở môn phương pháp nghiên cứu khoa học rồi. Is it right? So, to start our section today, I will send you a research, all right? And your job is to read the research and do the quiz on LMS, all right? Như hồi nãy cô có các bạn là có những cái exercise trên LMS, thì bây giờ sẽ là cái exercise đầu tiên, okay? So first of all, I will send you a research, okay? And you have 20 minutes to read the research, okay?
Rồi, các bạn ơi, các bạn nhìn chatbox, cô có gửi cho các bạn một cái file PDF, các bạn download về ha. Ready everyone? Rồi, bây giờ theo đồng hồ của cô, bây giờ là 10 giờ 10. Cô sẽ để cho các bạn 20 phút các bạn đọc qua cái nghiên cứu này. Đây là một cái bài báo tóm gọn một cái nghiên cứu của một bạn sinh viên mà bạn đã cùng với cô viết thành một bài báo đăng ở trên tạp chí của nhà trường chúng ta. Thì các bạn đọc qua để biết, ok. Và sau 20 phút, tức là 10 giờ 30, cô sẽ mở, cô sẽ yêu cầu các bạn làm bài trên LMS, ok. Còn nếu bạn nào muốn vừa đọc vừa làm thì cũng được, nhưng mà mình sẽ bất lợi, thay vì mình bây giờ cô cho 20 phút làm, 20 phút đọc và sau đó 20 phút làm là được 40 phút. Còn ai mở LMS thì nó sẽ tính giờ, các bạn chỉ được 20 phút các bạn làm thôi. Ok, cho nên bây giờ mình dùng 20 phút này mình đọc và đến 10 giờ 30 cả lớp chúng ta sẽ vào LMS, chúng ta sẽ làm cái bài quiz liên quan đến cái bài đọc vừa rồi của các bạn. Is it clear, class? Các bạn nào không có lấy tài liệu về được không ạ? À, cái đó không quan trọng. Các bạn chỉ cần đọc lướt qua về cái cấu trúc của bài báo này. Bởi vì bài báo này nó là một cái phần thu nhỏ của một cái khóa luận các bạn. Khóa luận các bạn có bao nhiêu phần thì bài báo cũng có bấy nhiêu phần. Chỉ có điều khi khóa luận thì chúng ta viết dài và chúng ta viết chi tiết hơn. Những con số các bạn không cần quan tâm. Cái phần cô gửi cho các bạn là đủ 17 trang, thì trong đó có mấy trang đầu thì đừng quan tâm, mấy trang về cái trang bìa của cuốn tạp chí thì đừng quan tâm, đọc bắt đầu từ cái chỗ abstract nha. Được chưa? Rồi bây giờ bắt đầu tính giờ ha, đến 10 giờ 30 cô sẽ quay lại và yêu cầu cả lớp mình lên LMS làm bài ha. Ok. Rồi. Let's read and take a break. Các bạn có thể vừa uống nước, vừa làm gì đó, vừa đọc bài ha. 20 minutes start.
Dạ cô ơi, em thấy có bài nào cho LMF đã mở đó cô. Đúng rồi, đã mở, nhưng mà cái thời gian là cho 20 phút trong cái khoảng đó thôi. Hồi nãy cô có nói đó, bạn nào muốn làm thì làm, nhưng mà các bạn sẽ bị lỗi giờ. Bây giờ các bạn đọc đến 10 giờ 30 rồi sau đó các bạn làm nha. Dạ. Cô em lỡ bấm vô làm nhưng mà nó không quay lại được câu trước hả cô? Đúng rồi em. Nãy dặn rồi không chịu nghe thì thôi lỗ thôi chứ sao. Rồi các bạn nào muốn làm thì có thể làm, nhưng các bạn nhớ là không được quay lại câu trước. Và các bạn chỉ có thời gian 20 phút làm nha. Cho nên bây giờ cô vẫn còn để cho các bạn thêm 5 phút để đọc. Thì chút nữa dành 20 phút đó để làm thì các bạn sẽ có thêm thời gian. Còn ai vào làm trước thì sẽ bị ít thời gian hơn các bạn khác.
coi mấy giờ mới hết giờ đọc đó cô. Rồi, các bạn có thể bắt đầu vào LMS sẽ làm rồi đó. Các bạn được 20 phút làm nha. Và câu hỏi sẽ không quay lại.
Okay, 3 minutes left, everyone. Okay, so we all finished, right? And you have seen your score. Các bạn có thấy điểm các bạn không ạ? Thấy rồi phải không? Right? So, the purpose of the task is for you to review, okay? To review about the structure of a research, okay? Và các bạn bữa sau cô sẽ sửa bài cho các bạn để các bạn nhớ lại từng phần của một cái research. Và sau đó chúng ta sẽ dùng 2 đến 3 tuần để cô sẽ hướng dẫn lại cho các bạn review lại từng phần của một cái research. Ok, cách viết cũng như nội dung những cái gì liên quan đến nó. Để cô thấy bạn nào giơ tay hả? Bạn nào giơ tay? Dạ cô, em đã có 2 điểm đó cô. Diễm Ái không thấy điểm hả? Mấy bạn kia có thấy điểm không? Dạ em cũng không thấy luôn cô. À rồi rồi, như vậy thì như vậy thì có thể là chiều nay các bạn mới thấy, cô quên. Tại vì hết cái giờ đóng bài thì cái bài thi mới cho các bạn biết điểm. Sorry. Có nghĩa là 11 giờ mấy á, sau khi đóng bài thì các bạn mới biết điểm. Ok. Và tuần sau, sorry, thứ sáu này chúng ta học bù thì cô sẽ sửa bài cho các bạn. Tại vì chiều nay cô còn một lớp và lớp đó cũng làm bài, cho nên giờ cô sẽ không sửa bài cho bạn đó biết, cho các bạn biết để chiều nay cái lớp kia còn làm nữa. Ok,
Như vậy thì thứ sáu này chúng ta sẽ học bù ha các bạn. Lớp mình học bù tiết 4-6. Thì bạn nào mà kẹt giờ thì các bạn có thể học bù vào cái tiết 1-3. Ok. Có bạn nào kẹt giờ không ạ? Có em. Nhưng mà nếu mà mình muốn học 1-3 á cô, thì mình cũng đăng nhập cái khâu giống như tiết cái giờ của mình đúng không cô? Không, cái team code của tiết 1-3 là khác. Cô sẽ gửi lên chat box cho các bạn nha. Dạ. Mình không kẹt giờ thì mình học đúng giờ đi. Học 1-3 làm chi? Tại vì cái môn này chúng ta chủ yếu là chúng ta sẽ làm việc theo nhóm rất là nhiều. Chúng ta sẽ đi theo nhóm của chúng ta. Ok. Có lẽ là từ giờ đến cuối tuần cô sẽ cố gắng tạo cái channel cho các bạn. Mỗi channel là một nhóm. Alright. Cho nên bạn nào mà không có bị kẹt giờ thì các bạn có ai kẹt luôn từ tiết 1 đến tiết 6 không ạ? Không ha. Như vậy là mặc định là chúng ta phải có mặt đầy đủ để học. Right. Rồi bây giờ trước khi nghỉ thì cô sẽ chia nhóm cho các bạn luôn. Ok, để tuần thứ, sorry không có tuần nữa mà thứ 6 này chúng ta sẽ bắt đầu học bù và chúng ta sẽ làm việc theo nhóm. Right. Bây giờ cô sẽ chia nhóm cho các bạn theo cái danh sách lớp luôn. Lớp mình có 47 bạn thì cô sẽ chia nhóm 47 chia cho 5. Ok, một số nhóm sẽ có 5 bạn. 47 OK, sẽ có 3 nhóm 4 và 5 nhóm và 7 nhóm 5. OK, 3 nhóm 4 và 7 nhóm 5. Rồi các bạn ơi, các bạn nhìn thấy màn hình cô share ha, và các bạn xem để biết luôn mình nhóm nào nha. Rồi, Ái đến An, Anh Bình là nhóm 1 nè. Nhìn nha. Để biết mình nhóm mấy ha. Rồi, như vậy chúng ta có 10 nhóm. Tất cả đều nhìn thấy nhóm của mình hết chưa? Có ai không thấy nhóm mình không? Cô ơi, em chưa thấy. Em tên gì? Em tên gì? Dạ, em tên Nhàn. Nhàn hả? Nhàn nhóm 5 nè. Dạ dạ. Rồi. Cô cho em xin coi lại nhóm 7 đi cô, nãy em chụp màn hình bị lỗi. Dạ rồi, em cảm ơn. Rồi như vậy cô sẽ tạo channel trong team của lớp mình cho từng nhóm. Nhưng mà tại vì nhìn mình nhiều quá cho nên cô sẽ làm chậm ha các bạn ha. Được không? Thì cô sẽ làm từng channel cho từng nhóm. Và như vậy mỗi khi các bạn họp nhóm thì các bạn sẽ vào channel họp và ghi chú lại những cái meeting đó, ai vắng mặt, ai có mặt và sau khi họp được cái gì. Sau này cô sẽ theo dõi cái đó.
để đánh giá các bạn. Alright. Bởi vì cái hai cái bài còn lại là điểm nhóm, cho nên những bạn nào không tham dự những cái bài đó bao nhiêu lần, cứ mỗi lần thì sẽ bị trừ một điểm so với những bạn còn lại. Ok, ví dụ nhóm mình làm bài 8 điểm nhưng mà mình vắng một buổi thì mình sẽ 7 điểm, mình vắng hai buổi mình sẽ 6 điểm. Được không ạ? Được chưa? Rồi, hôm nay chúng ta chỉ làm việc bao nhiêu thôi. Ok, những bạn nào mà hồi nãy đọc cái bài nghiên cứu và cảm thấy vẫn mơ hồ thì mình nên đọc lại. Thứ 6 này cô sẽ sửa bài, cũng trong quá trình sửa bài là review cho các bạn. Và thứ 6 này chúng ta sẽ bắt đầu cái phần đầu tiên của cái một cái nghiên cứu, đó là viết cái introduction cũng như tập viết cái phần research question của chúng ta. Ok, được không ạ? Rồi hôm nay chúng ta sẽ được nghỉ sớm ha. Any question? Alright. Cô ơi, cho em hỏi tí ạ. Ở cái bài mà hồi nãy mình mới làm là lấy một cục điểm hả cô? Sẽ có nhiều bài nữa. Đây là một bài trong nhiều bài. Trong quá trình chúng ta học, cô sẽ có những bài quiz và cô sẽ up lên LMS giống nãy đó, để cô check coi các bạn có nghe và có đọc bài hay không. Đây là môn phương pháp viết nghiên cứu, cho nên cô sẽ yêu cầu các bạn đọc bài rất nhiều. Cái cách học chúng ta là như vậy. Right. Để cho các bạn tập cái làm nghiên cứu luôn ha. Được chưa? Cho nên chúng ta cố gắng để những bài sau, bài này mà ai cảm thấy mình làm không tốt thì những bài sau cố gắng cẩn thận hơn để lấy điểm, và cô sẽ giao nhiều bài nữa nha. Rồi, any more question? Rồi, if you have no question, we will stop here and see you on Friday. Nhớ là thứ 6 chúng ta sẽ học bù ha các bạn ha. Rồi, goodbye everybody. Dạ, em chào cô. Bye. Bye. Goodbye.